Em cũng có đăng một cái clip á là về bà vậy đó, thì có người nói giúp bà là có mục đích gì đó để mà lấy tiền bà chứ không có tốt lành gì đâu. Mấy hôm nay là công an vào cuộc rồi hả chị? Dạ em nghĩ xin chào ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay em trở lại thăm bà cụ 90 tuổi. Sau khi mà em đăng clip lên thì hiện tại là công an đã vào cuộc xử lý vụ việc người con trai ruột lại bỏ rối mẹ mình gần một tháng trong căn phòng trọ, cũng nhờ được tình thương của bà con lối xóm chia sẻ, đặc biệt là chị gái đã giúp bà tới giờ. Thật sự mà nói là đây là một câu chuyện rất là chấn động. Hôm nay được công an vào cuộc xử lý vụ việc này thật sự rất là mừng, nên là em có mặt ở đây để em chia sẻ tới cô chú anh chị, cũng như em sẽ cho ông bà cô chú anh chị biết được là anh Nghĩa là ai, tại sao những ngày qua bỏ mẹ mình vậy không nói tiếng nào hết. Thật sự là một tin rất là buồn. Hôm nay thì công an đã vào cuộc xử lý, thật sự rất là mừng. Và cũng giống như là hứa thì em nói là bao giờ em xuống thì em sẽ mua cho bà một trái sầu riêng của bà sư cô tặng. Em sẽ vào trong gặp lại bà và chị gái, cũng như là hẹn chờ anh Nghĩa về để mà xử lý vụ việc này của bà cô chú chị. Bây giờ em mời cô chú chị mình cùng vào bên trong thăm lại. Mấy hôm nay thì đôi lúc thì có những cái tin rất là buồn ông bà cô chú chị, không biết là em có làm gì sai không mà nhiều khi là lại có nhiều người lại nói xấu em này kia nọ, rồi cũng như là nói xấu chị, rồi nói xấu bà. Chào chị. Dạ dạ chào bà. Nay hứa bà Năm phải giữ lời ha, là dạ phải tặng trái sầu riêng. dạ Chào mấy chú, dạ con chào bà nha, đợi con xíu. Dạ trước khi mà vào vấn đề chính á thì bà ơi, bà ra đây cho con hỏi thăm bà một xíu mà, tại vì hôm bữa giờ là con cũng buồn. Bà đứng ngoài đây luôn đi, con cũng hơi buồn xíu. chú gì ạ? Dạ bà đứng ngoài đây rồi con nói chuyện với bà. Ông bà thấy ông bà hôm nay là bà rất là khỏe mạnh luôn á. Luôn á. Có một hai người nói con gì nè bà, thì trước tiên đó là mình nói là mình phải có hình có ảnh rồi có tiếng cho nó đàng hoàng, để nhiều khi là có một số người đó lên nói xấu con cũng hơi buồn. Tại vì có nhiều vấn đề lắm, thứ nhất là liên quan tới sản phẩm của em á. Dạ bà ơi, lúc mà bà biết con là bà bị nhức mỏi rồi ăn không được ngủ không được, sức khỏe hơi yếu đúng không? Bà đứng đây giùm con đi. Dạ rồi từ khi mà bà mua sản phẩm của con bà uống á, là có bao giờ con nói là bà uống rồi bà giới thiệu đại giùm con không, hay là cái này là tự mình uống mình cảm nhận được bà? Đâu tự nướng mình biết mình hết bệnh mình nói cho chú nghe chứ chú Dạ biết cảm nghe hay sao đâu, đây mình có bệnh mình biết Dạ à, trong khi đó mình uống không biết bao nhiêu tiền thuốc tây đi nhà thương bệnh viện rồi đủ thứ mà nó không có hết, Dạ mà từ bữa tôi gặp chú tôi mua hộp tôi uống là thấy nó khỏe chứ Dạ đâu có ai mà nói tôi để ấy đâu, tự mình biết căn bệnh của mình chứ Dạ không. Là Đến lúc trước giờ là bà tình hình bà sao? hầu nó có chân bệnh đau đau cái chân là có đi mổ, đi Dạ mổ đi đi không được, tại cái tiền này tôi đi tới xa lắm, tôi trị bệnh xa lắm mà cũng không hết luôn á, đi Sóc Trăng tôi trị bệnh luôn á. Dạ vậy là từ ngày bà uống của con là bà cải thiện nhiều đúng không? Nhiều Dạ đó thì tôi cũng kể cho chú nghe đó, thì tôi đi được, tôi đứng được, Rồi. tôi lắc được, Dạ giấc tôi ngủ thì khum được, ngủ được, khoảng Dạ kia là hai bây giờ có khi 4 giờ sáng tôi chưa ngủ mà. Dạ Đó, là thì con không bao giờ là con nói là bà phải nói giùm con đúng không? không Dạ cái không này ai là nói cái lòng mình cảm nhận đó tại cái thôi. lòng mình nói cho chú biết chú mừng thấy Dạ không, cái thuốc này uống biết tôi mừng, tôi hết bệnh cỡ vậy tôi mừng, tôi Dạ cũng mừng đó, tôi cũng nằm tôi cũng giái mẹ của ngâm phù hộ tôi uống thuốc này cho tôi hết bệnh chứ Dạ bệnh quá mà đi 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 xuống mà trên giường đi xuống đi tiểu đi không được, cũng Dạ đi không được phải có cái cây chống. Dạ chị là hôm bữa giờ là chị uống của em, là em có bao giờ em không nói chị là chị uống rồi chị nói giùm em không? Không thì chị uống cảm thấy ngủ được, Dạ thấy bà Năm nè, bà Năm chị cho uống xong rồi bà ngủ quên, bữa thứ sáng thường thường với 6 giờ thức dậy bà gọi Út ơi nha, giờ khỏi kêu con luôn, Dạ giờ tôi uống sao tôi nói vậy Dạ cho chú mừng giùm Dạ tôi chứ đâu phải mà chú kêu tôi quảng cáo hay gì đâu nghe không, Dạ là tôi cũng cởi chứng bệnh tôi vậy Dạ là tôi đi trị bệnh tùm lum, là tôi nhà thương đâu cũng tùm lum hết á, Dạ mà uống nó còn thuốc rồi còn nó còn hết hết tôi Dạ nghỉ thuốc rồi nó y vậy nữa Dạ vậy vậy là đó từ ngày bà uống con là bà im hẳn ha. em
im mà ngủ được. Dạ. Nay chú thấy tôi mập mập rồi, hôm đó da tôi dùng dữ lắm. Dạ. Bệnh mà. Hôm nay là căng mịn ra ha. Dạ. Căng. Với lại đi cũng thấy mạnh, tự mình biết chứ mình uống thuốc mình phải để ý thuốc. Dạ. Gì cho nó chịu hay không. Dạ. Đúng không? Tại vì có một số người thôi ông bà, người ta nói là thuốc này là thuốc ti hay sao. Để đây thì em cũng sẵn trả lời cho cái người mà có bình luận nói về cái sản phẩm của em. Sản phẩm của em là từ Úc, công ty chính hãng từ Úc, giấy tờ rõ ràng, nhập khẩu đàng hoàng. Rồi có người hỏi là tại sao uống 3-5 ngày mà có công dụng lẹ vậy. Bây giờ cô chú anh chị bị bệnh, đi tới bệnh viện, mình uống mà tầm 1-7 ngày mà không có tác dụng là coi như thuốc nó không hợp rồi. Có ai mà đi bệnh viện mà mua cái tỏ thuốc 1 triệu đồng mà uống cả tháng trời mà không có công dụng thì cái thuốc đó đâu có công dụng đâu, còn đi bệnh viện để làm cái gì, đúng không? Mà uống là từ 1-3 ngày, phải giảm từ từ, đó là thuốc có công dụng. À, uống khỏe mà ngủ được, tay chân giờ nó bớt tê nè, bóp mỗi lần bóp ra vậy nó cứng, nó ấy lắm, bây giờ nó vậy được rồi nè. Dạ. Yeah. Ờ, mà đi cũng khỏe nữa. Vậy là ngủ uống tới giờ là 5 ngày đúng không? Đúng đó nè, về uống là 3 ngày nói liền luôn. Dạ. Ông nhiều đi cô Hương, Hương về cho bác cô Hương uống đi, khỏe lắm. Ờ, uống hay lắm. Già lớn uống hay lắm. Đây tay mà nó hết. Hết luôn á con. Dạ. Hết. Nhưng mà giờ bớt nhiều không con? Bớt nhiêu trăm rồi? Bớt cũng như là 10% mà bớt 4 rồi. 4 hả? Ừ nè. Là còn 6 phần nữa. Ừ. Dạ. Rồi mà nè, uống có 5 ngày không mà cô chú chị? Nè. Dạ. Còn mỗi lần coi vậy nè. Hỏi cô Hương ơi, sáng cái vậy coi vậy. Phải sáng mới đi vậy nè. Mà dạ. Giờ cái không có giờ coi nằm rồi. Dạ. Đây. Rồi giấc ngủ cô... Ngủ ngon luôn, ngủ thẳng giấc luôn. Mà lúc trước cô có mất ngủ không? Mất ngủ lắm, mất ngủ bị dối đòn. Đừng đình hoài hỏi cô Hương. Dạ. Coi. Dạ, nói xây dầm hết bớt nhiều rồi. Dạ. Ra nói cô Hương hoài à. Dạ. Chứ không phải mà ấy đâu. Nói thiệt lòng luôn á. Dạ. Bà cũng lớn rồi, năm nay là bà 60+ tuổi rồi. Dạ. Giờ cho chú uống nữa. Chú dạ. Nói là khỏe. Chú dạ. Đi làm bảo vệ đó. Dạ. Chú 70+ tuổi rồi. Chú làm bây giờ 8 giờ tới 8 giờ tối về. Dạ. Chú mỗi sáng uống, giờ tối giờ chú nói uống khỏe lắm. Bà uống là mấy ngày là chịu? Tôi uống lần giờ tôi uống có đêm nó qua đêm sau này tôi ngủ được. Dạ. Bây giờ tôi uống rồi tôi giờ tôi trơn thành tôi uống mê không hết luôn. Ngủ ngon, khỏe. Ngon. Nhưng mà thức dậy thấy tinh thần lạc quan đúng ngon, không? Ngon, ăn ngon. Dạ. Nhưng mà thèm lắm, thấy gì cũng thèm hết. Dạ rồi, cảm ơn bà nha. Rồi rồi. Thì hôm nay thì nếu em cũng trả lời cái thắc mắc gì đó. Đó, ừ. Rồi. Tôi ở đây chứ đâu. Em không biết là mấy ngày hôm nay tại sao mà đó. Cứ có tới chị nè. Ta bây giờ chị biết sao không? Nó vô, hôm bữa thì em cũng có đăng một cái clip là về bà vậy đó. Thì có người nói gì nè, chị cũng đừng buồn em nha. Nhưng mà em nghĩ là chắc cái người hôm bữa giờ quá. Lần này coi như lần cuối cùng mình nhắc lại thôi, mình không nhắc nữa. Mình làm mình đúng lương tâm mình được rồi. Người ta nói là chắc chị là giúp bà là có mục đích gì đó để mà lấy tiền bà chứ không có tốt lành gì đâu. Thì chị nghĩ thế nào? Thì giờ nói chung cái xã hội mà ai muốn nghĩ gì nghĩ mà làm đúng lương tâm thôi. Dạ. Nè giờ mấy ông bà cô bác hỏi bắt chủ nhà nè, nhà còn đâu bắt hai cái chị tới nhà con hả? Đó nhà con chạy đó cho cây cờ á. À, em quay nhà chị luôn cho bà con, thấy sợ em cho, sợ chị trốn. Đó cái nhà bên đường đó. Không phải cái nhà này, nhà tạm còn nhà nó nhà lầu, sống thành lận hai cái. Dạ. Hai cái nhà. Thì bữa nay mình nói cho hết, cho xong rồi mình sẽ không bao giờ mình nhắc lại. Mai mốt mình xuống thì mình cứ chia sẻ cuộc sống của bà. Dạ tôi nói nếu mà nó có đi tôi kiếm nhà cho. Dạ. Tôi biết nhà nó mà. Dạ. Mà bình thường bác hai thấy con tối ngày con đi chơi không, con thấy làm gì đâu. Tôi nói biết nhà tôi chỉ cho. Chứ nghĩ là mình dàn dựng lấy tiền mất năm nghe mình thấy mong mà chị không có sợ bữa nào cái kinh tế chị sao là ở xóm người ta cũng đều hiểu rồi hỏi rằng mình nói làm chi. Dạ. Ví dụ giờ mình khoe lên họ cũng ghét. Dạ. Mà nghèo quá thì cũng ghét nữa. Dạ. Bây giờ không biết làm sao giờ bây giờ tự bà con chòm xóm thì nhận xét cuộc sống mình như thế nào thôi. Dạ thôi giờ mình vô nhà xíu anh chị. Dạ. Rồi một xíu nữa cũng sẽ có một số thông tin mới ông bà cô chú anh chị. Tôi... bữa nay là bà tự đi nha. Ờ, chứ thường ngày là đi là phải có người dẫn đó nha. Lên xem đá được đó. À, em nghĩ tặng dì Năm trái sầu riêng bữa hứa đó em nghĩ là đem lại đó. Con xuống con tặng cho bà trái sầu riêng. Dạ. Dạ. Nè ngồi dậy đi nhìn trái sầu riêng bự lắm thì dì Năm tự dậy đi. Tự dậy cho bà con người ta thấy. Nó nghiêng qua vậy. Ừ. Vậy như có hợp rồi đó. Ừ. Vậy lên.
nuôi là phải động lực đó. Thấy không? Hay quá. Ủa đây mà khỏe hơn bữa kia luôn nha. Đó, nghiêng đây, nay nghiêng qua đây. Dạ. Thôi quay mặt ra ngoài đi bà ơi. Quay lại. Tự quay luôn hả? Được, tự quay. Quay qua trái, quay qua trái nè. Quay qua trái đúng rồi. Hay. Đúng rồi. Đó. Hay quá. Giờ lùi lên cái niệm đi, ngồi cho nó im. Ồ, hay quá. Giờ chào ông bà cô bác đi. Chào ông bà cô bác và chị em. Tới đây mà thân tôi vậy là quý lắm quá trời rồi. Dạ, thôi để nó ngoài đi chị. Để chúng bà. Bữa nay con xuống con mua trái sầu riêng của bà sư cô. Bà tư sư cô gửi cho hả? Gửi cho một trái, rồi mai mốt ăn hết rồi bữa nào thèm mua cho trái nữa. Dạ. Dạ. Vui không? Nghe bị mắc quá đi, thèm mà không dám mua. Dạ. Bị mắc. Bà sư cô là tiền nhiều lắm nha. Bà sư cô mua được nha. Dạ. Đừng có sợ tốn tiền nha. Nhưng mà ăn đại đừng có sợ tốn tiền, ăn ít để dành nó hư nha. Dạ, bị đâu có tủ lạnh. Dạ, hay với tay. Dạ, không bữa nay công nhận nha. Bữa nay là khỏe hơn cái bữa mà trước đây em mới lại nữa. Bác ăn rồi chưa? Dạ. Bữa nay em kêu bác bà Việt Nam đi tự tập thể dục, đếm từ 1 đến 2 tới 10 luôn, giơ tay lên bà con coi. Đếm á, dơ một đi, tự nhiên wow. Đếm đi. Một. Hai dữ ta. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Tám. Chín. Gắn lực. Mười. Giỏi. Dạ. Vậy là từ ngày mà có lẽ là bà ăn uống được nè, chứ bà cũng uống thêm cái sữa ông chú em, là tại vì trong đó là có tăng cường sức khỏe mình lên đó chị. Nên là em thấy bà bữa nay là khỏe hơn cái bữa mà em quay luôn đó nha. Cái bữa ngủ là 6 giờ Út ơi. Dạ. Dậy rửa mặt thì năm. Dạ. Nay ngủ tới 7-8 giờ mới kêu dậy. Dạ. Ngủ đi không? Mấy nay ngủ ngon không bà? Dạ ngủ ngon. Ngủ ngon lắm hả? Dạ. Bà bỏ tay xuống. Vậy sao cháu Nghĩa? Ăn ngon ngủ ngon ha. Ngon ngủ ngon lắm rồi. Dạ. Thôi chị cho bà ngồi xuống đây chị, để cho quay rõ hơn. Dạ. Gì mặt ra. Đó, Nghĩa thấy ông đó khi người già nặng lắm chứ đâu ai ai đâu. Dạ. Nhận nước ha. Rồi chị ngồi xuống đi. Quay dạ. Mặt quá. Rồi gì cũng được chị. Đâu quay mặt này ra ngoài. Rồi. Giờ mở mắt ra cái nhiêu nhiêu chị. Rồi chị ngồi xích vô cho em hỏi thăm xíu nè. Là em nghe chị nói là mấy hôm nay là công an vào cuộc rồi hả chị? Là chị đi báo hay sao? À, chị với chị chủ nhà lên đăng ký cho Việt Nam. Dạ. Cái người ta hỏi là chứng minh bà đâu. Dạ. Cái chị cũng kể là cái anh hàng xóm với Việt Nam với tôi đây là với tụi đây là bà con. Dạ. Hàng xóm đó, rồi người con trai nhờ chị mướn phòng trọ giùm. Rồi xong cái cũng có đưa tôi chìa khóa, là đưa cho em chìa khóa để nhiều khi có gì ăn cho gì năm qua ăn. Rồi cái anh bỏ đi luôn cho tới từ ngày 10 tây tháng 8. Rồi cái xong tới bữa cái cỡ mấy tây nữa mới anh Nghĩa mới về thăm giang lát đi. Chứ không có để giấy chứng minh điện thoại gì hết. Thì chị cũng kể anh công an vậy. Yeah. Anh nói ủa sao kỳ vậy, bà cũng phải có chứng minh đó. Thì hồi xưa chắc chị tôi nghĩ chắc có, mà bây giờ từ ngày bà đi đứng không được, mẹ thì không quan tâm đó, anh chi mà giấy tờ. Giờ em chỉ hỏi là cái bác Năm này là tên gì, Năm tên gì, Năm nói đi. Lương Thị Hoàng nghe. À, chị Lương Thị Hoàng Nga 90 tuổi thôi, ngoài ra chị đâu có năm sanh gì đâu. Thì công an nói vậy nè, tại chị mở điện thoại ra, công an nói trời ơi bà già đẹp, hồng hào, ăn uống vậy mà con nào mà bỏ. Bỏ gì anh thấy không, bỏ em mới lên em cớ anh là có chuyện gì nhờ mấy anh hợp tác với em giùm. Ông nói thấy thì tội, lẽ giờ đuổi bà đi đâu. Anh thấy vậy đáng thương, nó nói nếu mà đuổi thì ác quá. Đó, mấy anh công an cũng nói thấy cũng dễ thương đúng không? Dạ.
Tại vì mình ở đây là mình phải đăng ký giấy tờ. Thí dụ mình người công dân ở đâu cũng phải có giấy tờ đúng không? Yeah. Mà bà Nam bà không có thì công an tới bây giờ lỡ báo cấp trên này không có giấy tờ cũng khó xử người ta. Dạ, vậy quay mặt ra xíu chị. Rồi công an có nói là cái hướng nào để mà tìm con trai về không? Không, chỉ là nói là thôi giờ tạm thời là khai tên bà trong cái sổ lưu trú ở tại nhà trọ đi. Dạ. Rồi có chuyện gì thì báo thôi chứ giờ biết làm sao. Dạ. Rồi chị phân tích vậy thì anh công an có nói là người con trai này có dấu hiệu là muốn bỏ bà không? Thì có, anh công an nói, ủa mẹ vậy mà bỏ sao đành. Dạ. Tôi cũng không hiểu nào giờ tôi mới thấy. Dạ. Nó đi làm gì nó quá xa đi, không có về. Xa thì xa cũng vẫn về thăm dì Năm. Ví dụ buổi tối ha, ở lại một đêm với dì Năm. Còn này có ở lại đêm nào đâu. Hôm bữa về á, giây lát chưa được nửa tiếng cái anh đi rồi. Nhưng mà em thấy nếu mà thật sự mà cái người con trai này đi làm xa đi mà thương bà đi, thì phải nói chị một tiếng rồi xin số điện thoại chị, để lúc mà bà có bệnh hoạn gì thì ảnh cũng biết đường, hoặc là chị thông báo. Còn đằng này ảnh về ảnh không thèm nói chuyện gì hết, xin số điện thoại ảnh cũng không cho nữa. Chỉ, tất nhiên chị, là chỉ là xin số điện thoại ngược lại chị thôi, cái số của ảnh thì không cho. Thì đó. Rồi rồi chị cũng nhắn dùm người nhắn lại đó. Dạ. Không biết người ta có nhắn hay không mình không biết. Nói rồi giờ gì Năm công an tổ trưởng ta phải đòi phải có giấy chứng minh để chi? Để người ta vô một cái sổ lưu trú để người ta cho cái tuổi già được hưởng em hàng tháng như vậy. Dạ. Đó thì nói vậy thấy cũng tỉnh queo, không có thấy giấy tờ gì. Giờ chỉ lên công an chị cũng thường trình lại là vậy á. Dạ. Thì anh công an nói hồi nào giờ lần đầu tiên tôi cũng là làm ngành này chứ mà sao tôi không thấy mà con mà bỏ mẹ vậy. Anh nói nếu mà giờ không cho bà ở thì cũng quá ác quá, anh công an anh nói như vậy. Dạ. Đúng không? Giờ thấy chi còn trẻ như chị em mình á thì không cho ở ha gì đó. Mình còn đi được. Còn con này đi đứng không được, mù là nữa. Dạ. Mấy anh nói người ta nói chung làm gì người ta cũng có cái tâm em. Dạ. Đúng không? Bác hai người ta cũng nói giờ con lẽ đuổi bà đi, không cho bà ở thì bà ở đâu? Dạ. Mà đuổi đi đâu? Vì Nam, ví dụ công an á. Công an mà thí dụ thì Năm không có giấy tờ, người ta đuổi thì Năm ở đâu? Cũng năn nỉ đi sao giờ chứ ở đâu giờ? Năn nỉ như sao bà? Nỉ như vậy con người nó có về nó cũng quá khổ. Mà nó có về đây tôi cho tôi ở đây bây giờ đuổi tôi đâu giờ? Nói chứ mấy anh canh anh giỡn chơi với ý con ghẹo gì Năm thôi chứ mấy ảnh thương gì không hết. Bây giờ tôi nói con tôi, bây giờ con đi lên ba công an á, con nói vậy với nhà trọ có bà già vậy báo cho người ta biết đi. Chứ giờ đuổi đi mới hôm mà có vụ gì là người ta nói mình không báo, người ta đền, người ta bắt phạt mình đó. Đúng không? Dạ. Yeah. Đó là chắc con tôi mới đi với người này chắc đi. Đó, ngày hôm qua anh công an là mời chị là người nào là nuôi bà già. Kêu người đó lên đây thì chị lên luôn đó. Yeah. Thì có gì đâu mình nuôi người già mình đóng người đâu. Chứ giờ em hỏi mấy anh là thí dụ dì Năm là ở sớm rồi giáp em hồi xưa mà bây giờ con vậy không ngó ngàng tới thì tôi phải vô tôi lo chứ giờ không lẽ tôi bỏ dì chết mà dì phải như dì còn trẻ rồi. Thì thôi công an nói thôi giờ tạm thời bây giờ tôi ghi tên bà vô cái sổ lưu trú. Ở đây có chuyện gì tôi cũng báo cấp trên chứ giờ bà không có giấy chứng minh, không có cái gì á cũng khó xử cho người ta đúng không? Sợ có chết. Dạ. Đúng không? Thí dụ người ta phải báo cấp trên nữa. Bây giờ chị báo vậy lỡ mà bà có chuyện gì thì chị không có bị dính vô liên lụy. Có báo trước rồi. Dạ. Tại mình có báo rồi, tuy bà không có giấy chứng minh mình vẫn báo công an cũng phải xác nhận với người chủ nhà. Nhưng mà theo bà với chị thì em không biết là bà với chị suy nghĩ là cái người con trai này như thế nào. Nhưng mà theo em thì em cảm thấy là anh này bỏ luôn rồi. Nếu mà giờ chị nói cho nghe nè, thí dụ như chị nhắn người ta nhắn lại con gì Năm. Dạ. Thôi kêu anh Nghĩa đưa giấy chứng minh cũ hồi xưa đi. Rồi công an người ta sẽ ghi cái mấy số chứng minh lại. Có gì có cái chuyện gì người ta nắm được tình hình bà. Dạ.
ông cũng không đưa, cứ nói điện thoại không đưa mà giấy chứng minh của mẹ ảnh không đưa. Nếu mà chị lấy giấy chứng minh chị cũng nói nếu mà công an ghi xong tôi sẽ giữ, tôi trả lại cho. Cũng không đưa luôn. Bây giờ tôi nói vậy nè, nếu mà bà Năm đuổi có qua đời nửa đêm nửa hôm đi, dạ, rồi mình phải đây công an, mình phải đi báo công an lại thanh toán, nhưng lẽ chờ con bà về làm sao được, mình đúng không, liên lạc được đó, đâu mình đâu liên lạc được, chừng nào con bà về có thắc mắc gì mình nhờ công an, đúng không cháu nghĩ đó, chứ mình để đây chắc thúi luôn quá, để đây thúi trời, con bà về thúi luôn mà ai cho mai mốt con Việt Nam không có trách mình được, nó sao mẹ anh chết sao em không báo, mà anh cũng không cho số điện thoại mà giấy chứng giấy tờ cũng cho, giờ tôi chỉ kêu công an thôi. Mình nói thí dụ thôi, cái trù và năm không phải là mình nhưng mà không. Cái nào mình cũng phải là nói trước pháp luật, cái gì pháp luật mệt lắm á, nhưng mà ảnh cũng thừa hiểu mà, nhưng mà thật sự mà nói là ảnh bỏ rồi, nếu mà một người khó khăn không nuôi mẹ được á thì người ta cũng gán, không ai mà bỏ gì hết á, đó mấy chị kiểu có bỏ được, đã cố tình muốn bỏ là bỏ rồi. Bây giờ chẳng hạn em nói là ảnh khó khăn đi, mà tự nhiên có người nào đó giúp cái mình, đối với mình vậy mừng, và mình nói là chị ơi chị gán nuôi mẹ giùm em giùm anh thời gian đi, em khó khăn quá, như vậy em thiếu nợ quá, em về em ngại một câu nói thì cái người nuôi người ta cũng vui vẻ nữa, tại người ta đã có tâm giúp từ đầu mà. Mà cái này ảnh không được một câu nào hết. Em thấy không, chị đứng ra thưa bác Năm, la bác Năm mà giờ đi đến công an luôn cũng hỏi chị giấy tờ bà đâu. Dạ. Giờ em đâu có biết, em đâu biết là giấy tờ gì đâu. Nhưng mà cái vụ việc này phải chi mà được công an làm căng rồi bắt ổng về để mà nuôi bà khỏe ha. Còn này thấy không, cái công an nói giờ bây giờ tôi chỉ ghi theo chị là người khai nuôi bà là gì, Dương Thị Hoàng Nga. Dạ. 90 tuổi thôi, rồi tôi chỉ công nhận là cái tên ghi trong lưu trú vậy thôi. Yeah. Còn giờ chị nói không có chứng minh thì tôi cũng mới đành chịu, chứ giờ sao giờ. Cứ thấy ông nuôi người già, cứ đi đến công an luôn á, mà người ta không hiểu. Người ta cứ nói là mình nuôi mình giàn cảnh khổ ghê, cứ thấy không? Yeah. Nếu mà theo như cưng, chị vừa nuôi mà vừa mang tiếng, mà công an người ta cũng hỏi chị cũng khó xử, cũng nói mình đi đến pháp luật, chị như vậy là chị đã đi đến pháp luật rồi. Dạ. Nếu mà chị sao chị trốn tiền của Mạnh Thường Quân cho mình vì năm mà để chị ăn chị xài đâu có được, mấy anh xã nói là báo khu vực, tại khu vực người ta đã quản lý dân mình. Dạ. Thì mình báo này không có gì đó, coi như đã báo rồi. Dạ. Đó gì đâu sợ. Còn mình muốn làm căn để mà mình kiếm người con trai về thì mình phải làm một cái tờ đơn rõ ràng thì người ta mới xử lý. Nhưng mà cái tình cảnh này là giống như chị á, thì chị cũng muốn giúp bà rồi, còn con bà không biết là sau này tự lương tâm ảnh thôi. Dạ. Chứ chị đúng không? Dạ. Người mẹ vậy mà làm dù đi xa đi gần cũng phải ngủ với mẹ một đêm tâm. Dạ. Sự còn này vừa rồi đi gần tháng cái đăng lên YouTube cái chắc không biết có coi hay xem mình không biết. Dạ. Rồi sau cái quay về chưa được nửa tiếng cái đi rồi. Dạ. Yeah. Rồi cũng có người nói em gì nè, nói láo quá, cái gì mà bỏ gần một tháng rồi sống sao hai vậy, không biết là có xem clip hay không. Mình đã nói là bỏ gần một tháng, nếu mà không có chị thì bà có sống hay không, mà tại sao lên bình luận rồi nói rồi chửi em, rồi dàn dựng rồi nói láo nói phét. Nhiều khi thấy cũng buồn ông bà cô chú chị. Mình không biết thì mình nên là theo dõi cái câu chuyện từ từ, còn đừng có nên là ganh ăn tức ở vậy. Thất đức lắm. Mà em thấy từng tuổi này là con bỏ đáng lẽ phải đáng thương, đã bị vậy không có giấy tờ nó thấy khổ không? Nếu mà trẻ như mình là công an không cho ở đâu. Đúng rồi. Đúng không? Bác vậy. Ví dụ tại vì bác Năm già. Nếu mà mình vô mình không ấy là nó phạt nhà trọ đó. Dạ. Tôi mới về tôi nói con tôi đi. Tính ông Tần của này nè, 90 tuổi còn đi ở nhà mướn. Tội ghê. Mệt nữa. Mệt nữa, phải báo công an trước. Mà nếu mà chị là người nuôi nè, mới là mệt nè. Yeah. Công an người ta sẽ quần chị. Ta không đi sai công an, ta còn mệt hơn mày nữa chị. Cả hai người cũng mệt luôn. Hai người cũng mệt luôn. Đi vô là phải đi báo liền. Dạ. Đi có sở sắp đặt vô danh sách. Bởi lãnh nuôi thương thì năm á, có sung sướng gì đâu mà nhiều người ta cứ hiểu lầm. Dù ai mà có ghét ha, gì răng nữa giờ bình luận em đi đê đến bài cũng được, cũng không sao đó. Nè. Miễn sao mình có cái công mình nuôi vậy là quý đúng không em? Tại tôi nói thằng con gái, tôi nói nhà tạo tao chứ có bà già,
mà giờ cái nó tôi biết rồi, nhưng mà giờ mà già tôi đi cứu trợ cho mình như lúc sớm mà nghèo khổ cho gạo cho đồ, nghe giờ bà già bắt đầu có nấu cơm được đâu cho gạo. nó nói toàn vậy dạ. Nói nè, ta nói nghĩa nó vậy dạ. Ngày hôm qua thì em nghe chị nói là công an vào cuộc xử lý vụ mà anh Nghĩa, anh bỏ mẹ. Thì em tưởng là hiện tại là công an cũng đang kiếm Nghĩa về. Nhưng mà cái này chỉ xử lý là làm tạm trú cho bà thôi. Ừ, chứ không có hỏi gì hết. Dạ. Giống như mình báo như dì Năm có ở cái khu trọ số nhà mấy vậy cho người ta biết mà. Dì Năm đâu có chứng minh đâu. Rồi mình mới kể cái tình hình bị con bỏ vậy. Rồi công an nói giờ cho ở. Thì còn, công an cho cái việc mà anh Nghĩa bỏ đi thì mình công an cũng không có giải quyết được. Không có hỏi tới gì dạ. Đó. Người ta chỉ biết là cái người lưu trú thôi. Dạ. Đó, thấy không, thấy như chị là người nuôi rồi sau này chịu trước pháp luật nữa, nó phải đơn giản đâu đúng không? Dạ. Em là cũng muốn gặp anh Nghĩa em nói chuyện lần luôn á. Bây giờ chị cũng có gặp như đau cưng cũng như chị. Giờ chỉ mình gặp dì Năm thôi chứ mình gặp ai. Giống như là mình giúp mà ổng không cần luôn nha. Ổng không thấy luôn. Đáng lẽ là ổng phải mừng, nói là cảm ơn chị, cảm ơn Mạnh Thường Quân, cảm ơn bà đã giới thiệu mẹ của anh hôm nay được giúp đỡ gì, anh cũng vui cũng mừng. Bác không nói tính, được câu nào tính luôn. Tính ra dì Năm là vô phước đúng không? Em không nhận không? Vô phước. Vậy sợ bác tuổi. Không có nghĩa tuổi, có con kế bên hả dì Năm? Nè. Nó vì Năm thích ăn gì nè, mà cho ông bà cô bác con mua cua nè, luộc cho bà Năm ăn mà. Vậy hả? À, đó nè quay cho bà con coi. Nó nói nuôi cho nó hết bệnh mập chứ để Mạnh Quân nó cho tiền rồi. Đó, nó tiền không á. Thấy không? Nó nói vậy á. Kệ nó, giờ chị đạp trên dư luận chị đâu? Sống, chị dạ. Nuôi cho bác Năm đây. Ừ. Dạ, đúng không? Có thì ăn đi, bây giờ có tiền có ăn. Chị cho ăn xả láng á, tại ông bà cho ông bà Mạnh Thường Quân cho để ăn mà. Cho để ăn mà chứ cho ai. Dạ. Bắt quá chị cho ăn xả láng á, thèm cái gì cũng ăn. Rồi hết mốt mới đi xin tiếp. Hết. Nếu mà Mạnh Thường Quân lỡ mà không cho nữa thì ví dụ đi xin ở sớm vòng vòng. Ví dụ vậy. Rồi, người ta biết hết rồi, hết người ta cũng cho à. Dạ, giờ nhờ Mạnh Thường Quân thương dì Năm phụ chung tay với con thì có cái công. Mạnh Thường Quân, ông bà, cô bác, anh chị thương phụ con như ăn uống, tả, tùng, sữa đó. Lão mà nó đi mà có gì á, chị cũng bồng dì Năm đi ra bệnh viện. Dạ. Thí dụ mà cho ăn hết tiền cũng được, cũng chở đi nữa chứ không phải là không có tiền mình cũng đi mượn đi vay đó, thí dụ như vậy. Dạ. Nói chứ bây giờ bà ăn được cứ cho bà ăn để cho bà có sức khỏe chứ mà mình giữ tiền đâu có làm được gì đâu. Tiền của người ta giữ thôi. Mà tiền của người ta chỉ giữ. Dạ. Không, ý em nói là mình giữ tiền đâu phải là Mạnh Thường Quân cho để mà giữ tiền lúc mà bà mất đâu. Ý là Mạnh Thường Quân cho là để cho ăn uống thôi. Lúc còn sống. Dạ. Là những ngày còn lại như là bà thèm gì á cho ăn đó. Hồi đó như con không có cho ăn, giờ Mạnh Thường Quân người ta thấy bà ốm yếu thì người ta gửi tiền là cho chị nuôi là giữ nuôi. Dạ. Tiền của Mạnh Thường Quân cho ăn xả láng hả. Dạ. Bà ơi, bữa nay bà ăn cua biển rồi, bà có dám ăn con cua biển không? Dạ dám. Rồi có ăn mạnh miệng không? Mạnh chứ đâu có gì sợ. Có sợ tốn tiền không? Có tốn tiền rồi, y là Mạnh Thường Quân có cho rồi. Nên là cũng gán ăn ha. Yeah. Nếu mà tự lấy tiền mua dám mua không? Lấy tiền cơ không dám mua đâu. Sao vậy? Giờ hết tiền rồi sao? À là sợ tiền ha. Yeah. Còn Mạnh Thường Quân mua cho rồi cứ ăn đúng không? Ăn. Tự mua thì không dám mua? Mừng không dám mua thiệt. Rồi bữa nay nghe ăn cua biển mừng dữ không? Mừng. Mừng có muốn khóc không? Mừng mới ướt nước mắt. À ơi, thấy thương ghê luôn á. Hỏi cho chị riêng. Dạ. Tôi hỏi cho chị riêng. Hỏi. Bây giờ bà có muốn ăn sầu riêng không? Bà sư cô cho. Bà sư cô cho hay là để chiều ăn? Để chiều ăn. Chiều ăn ha, để bụng ăn cua biển trước ha. Dạ, để chiều mai vậy ăn. Dạ, để dạ rồi. Không mà nghĩa em thấy là từ ngày chị nuôi con thấy sao, quần áo đẹp, sạch sẽ, gọn gàng đúng không? Sức khỏe, khỏe mạnh nữa. À. Cái này tự bà ngồi vậy luôn đúng không? Chị đâu có đỡ, cứ nhớ ngày cái lần đầu tiên Cương gặp chị không?
phải đỡ lên rồi nằm xuống đúng ngồi không? Có tí xíu là phải nằm xuống rồi. Bác anh chị gửi cho thì cái mừng không? Ai cũng khen gì Năm á, đẹp ra con ngủ với gì Năm đó. Ủa vậy hả, ngủ đây luôn? Ngủ. Bà nói buồn, có mày thì mày lại nhớ. Có ai mà như con không? Mày Năm là hàng xóm bỏ chồng luôn, ngủ với bà già đó. Bỏ chồng bỏ con bất chấp hết á. Trời ơi, đó, đúng luôn. Không thầy cưng công nhận không, nếu mà tuần tuổi này tối ta phải có chồng con bên cạnh, còn lại bỏ chồng bỏ con quăng một bên ngủ với gì Năm, đúng không gì Năm? Bởi bữa tối tự nhiên em thấy giật mình, chị nhắn tin nói chị đang ở bên bà hết hồn, nó ủa vụ gì đây nữa. Là ngủ bên đây luôn hả? Ừ, ngủ bao nhiêu ngày rồi? Hôm nay từ bữa mà quậy đó, nó sợ hàng xóm nó ngủ được, phải chằn. Là qua nói chuyện để bớt quậy. Ừ, tại chiều tối lẫn. Nhưng mà qua nói chuyện thì thấy bớt hơn hả? Ừ. Kỳ có người nói chuyện á. Vui. Mở cả lương cho nghe. Dạ. Nhớ con. Bây giờ em nói thiệt luôn là cái người lớn tuổi là người ta lúc nào cũng suy nghĩ là con thương á. Người ta không biết. Tại người ta con mình mà ai cũng nghĩ là con mình thương, nhưng mà cái đứa con nó đã cố tình không thương thì nó biện đủ lý do để nó kiểu nó lách á. Nhưng mà bà không hiểu. Nói chung người mẹ nào, cha mẹ nào bỏ con ha, bắt ha. Cái mão đẹp phải không, dì Năm? Vậy bên đằng ngay chú quay. Dì Năm quay mặt đây nè, cho nè, nhà là nhìn cho bà con ta thấy. Nè, ông bà cô chú hôm nay con nuôi đẹp không? Hồng hào không? Mặc đồ đẹp nữa. Hả? Hôm nay con xuống á bà ơi, có cô hàng ở bên Mỹ có tặng cho bà 1 triệu để bà mua hải sản ăn nha. Con gửi cho bà nè. Mua hải sản ăn nha. Dạ. Dám mua. Cảm ơn. Dám mua không? Cảm ơn. Các chú hết. Dạ. Anh Thường Quân. Rồi có biết cầm nhiêu không? In được cái giấy 10.000 ha. Hai tờ 500. Là 1 triệu á. Tại vì bà không có thấy không mà cô chú anh chị. 1 triệu nha, lớn lắm nha. Dạ. 1 triệu là đi mận cỏ là phải nửa tháng á. Phải à. Đúng không? Bỏ túi đi. Bỏ túi cho ấm đi. Nay mua ống túi nè, đâu. Rồi nhé, túi đi, tôi có tiền bạc rồi. Nó. Mua hải sản ăn ha. Dạ. Trời ơi. Rồi bà nhét tiền vô túi thấy sao? Mừng không? Thì mừng lắm. Thấy khỏe ha. Thấy khỏe rồi. Im không? Im ấm túi nè. Không được. Khoái trong túi người già lúc nào ta cũng khoái túi có tiền á. Mình còn khoái gì người già. Không, người già biết sao mấy bạn cứ móc ra móc vô đếm vậy á, má chị gì đó. Dạ. Mua bả cho bả cây một bông đúc lại cho. Vậy là giờ có tiền bỏ túi thấy khỏe hả? Thấy khỏe rồi. Khỏe rè ha. Dạ. Cái này mà có tiền mua hải sản rồi mua trái cây ăn rồi đúng bài luôn đúng không? Đúng bài bản rồi. Bây giờ lấy 1 triệu ăn hết luôn đi, chịu không hay để dành? Cũng ăn nghiêng nhín chứ. Nghiêng nhín hả? Sao ăn hết đi? Đâu có dành. Buồn cơ hoài để từ từ. À để từ từ ha. Rồi để lâu lâu con canh gạt hết tiền con xuống cho ít tiền ha. Dạ. Chứ bữa giờ cũng còn nhiều lắm, xài chưa hết gán xài hết đi. Còn nói giỡn chứ bà giữ con túi đi cho nó vui ha. Dạ. Có tiền túi ai cũng khỏe hết trơn á. Dạ. Thiệt. Nhiều khi là những người mà đang buồn buồn hoặc là đang bệnh nhẹ nhẹ nha, có tiền túi cảm giác là mình thấy khỏe ha. Dì Năm, mấy cô bác cho dì Năm tiền, dì Năm nhớ ăn cho mạnh miệng nha. Ừ. Ăn phải lên ký á, nuôi phải lên ký á, không lên luôn con buồn lắm á. Vậy bữa nó trẻ lại 60 tuổi nha. Nè, con nhìn trái tay mấy người gì sống thọ lắm em. Dạ. Yeah. Đúng không? Bác Hai nhìn mấy người trái tay này thọ lắm. À, trái tay. Đó, con nhìn thấy không? Trái tay thọ yeah. lắm á, chứ không yeah. mấy đâu. Trái tay thọ bị xuống từ cái càm. Càm. Không thiệt, mấy người thọ 90 vậy cũng là vượt lên, đúng không? Dạ. Yeah. Ủa, cô Biển là chị định nấu món gì cho bà ăn vậy? Có mướp nữa hả? Định là luộc. Để tủ lạnh thì nấu canh, bỏ canh mướp. Mặt lan. Dạ. Yeah. Là nấu cà cho bà ăn. Vì Năm cua lát con luộc chấm muối tiêu ha, sao để con biết. Ừ.
Nhưng mà em thấy có mướp á là chị luộc, chị lấy nước chị nấu canh đi. À, phải nó ngọt ha. Nó ngọt, đúng rồi. Bà không ăn thì lấy hai cần bự đặt cho ăn. Không, con luộc, giờ mình luộc bỏ tủ lạnh ngăn mát nó hơi. Không để gì mình luộc ăn luôn chứ đừng có để tủ lạnh ăn hết ngon hả? Không, luộc trước cho con, tại hai con. Hai con hả? Luộc cho bà ăn đi. Dạ. Còn con cứ để vậy đừng có luộc. Để nó chết cho... sao? Không chết. Thấy hả? Chị để trên cái thau, chị để một tí nước thôi, lấy gỗ úp lại đừng có cho muỗi cắn mắt nó nha. Ủa chứ không phải mình bỏ ngăn mát hả? Không, con cua sống mà. Là chị bỏ trong thau, lấy gỗ úp lại chế một miếng nước thôi. Nhưng mà không được chế nước qua mình đó nha. Thì Nam mua hai con cua ăn biết ngày nào hết. Ăn trong vòng ngày luôn ha. Ngày hết không? Trời ơi. Phải ra mà. Cua chị nghĩ đi, chị tháo thịt ra đâu có được nhiều đâu. À, cái mình á, mình lấy nấu canh, còn hai cần bự mình đập ra mình đưa cái thịt cho bạn. Con cua chưa được chén cơm mà. Ăn cua có sức để chạy nha. Ăn cua có sức để vài bữa đi ra bầu công viên uống cà phê ha. Dạ. Dạ. Có con nhỏ mà dạ gì? Dạ nó quen rồi. Dạ. Dạ quen không? Bà hồi nhỏ rất là dễ thương nha. Không, chỉ là người Tàu hay gì, Nam mẹ Nam Tàu phải không? Bà đẹp bộ đúng không? Đẹp, chính nhỏ là. Con thôi. Hồng ngang bạc phận đó, tầm tuổi này mà còn nó chỉ tội chứ ở gì không có con cháu bên cạnh mà cũng buồn lắm. Ủa? Vậy là bà cũng có cháu chứ? Cháu thằng đó giờ không thấy luôn. Thằng ba mấy tuổi. Dạ. Cháu nào? Mà giờ cháu nội, cháu cố luôn mà hình như nghe nói là cái thằng đó nó thôi vợ hay gì Nam. Thôi mà thằng đó nghĩ cũng đi lung linh luôn. Mà giờ con không nuôi thì sao cháu nuôi nổi? À, thằng đó cũng đi lung linh luôn, chị cũng biết. Dạ. Hôm nay thì con xuống con thăm bà thì con tặng cho bà trái sầu riêng với 1 triệu. Rồi bao giờ á mà anh Nghĩa anh có về bà kêu con xuống nha. Dạ. Con quay ảnh để cho bà con cô bác xem. Đúng rồi. Chứ cũng nghe ảnh phải phát biểu một đôi điều gì đó chứ. Ít nhất cũng về đây không cần quay clip cũng được. Chắc chị chứ không chỉ có. Chỉ cần gửi lời cảm ơn tới em rồi em truyền tải không, tới thôi. Mà theo chị đó cũng không có đâu. Không có hả? Giờ cũng không có luôn. Con gì bây giờ nè, nhất là giờ tới Tết nè. Chị đi bất cứ đi đâu chị cũng không đi được. Cũng thấy cũng khó khăn không? Coi như giờ ôm em bé nuôi luôn. Thì Nam, để Tết á, con xuống con mượn xe ông anh con chở gì Nam đi chơi chị không? Nó nói Tết này nó không được đi một tuổi xa. Đó coi như là cha mẹ chị chết là chỉ gì Năm thôi. Mày cho ăn uống xong mày đi chiều mình. Dạ. Không, người già mình không có nên. Bà ơi, bây giờ con về nha, rồi bữa nào con xuống con thăm bà sau nha. Vậy là cảm ơn nhiều lắm rồi. Dạ, con chúc bà sức khỏe nha, rồi nhớ ăn sầu riêng của bà sư cô ngon miệng nha. Dạ. Dạ. Lần sau con xuống thì con sẽ mua trái sầu riêng của con. Dạ. Tại vì hôm nay là của bà sư cô trước đi. Rồi lần sau tới của con nha. Mà có thích ăn cái gì khác nữa không? Thôi vậy được rồi. Em cũng về chị, chúc chị sức khỏe nha. Cảm ơn. Dạ, con về nha bà. Dạ, chúc bà sức khỏe. Dạ. Sức khỏe. Bữa nay được tâm sự cũng khỏe quá, chứ không được nói chuyện. Tâm sự chứ mở lòng nghe. Mở lòng ra. Em nhiều khi em nói là em cũng đi quay là em cũng tịnh tâm dữ lắm á, mà mỗi lần tịnh tâm là có mấy đứa đó phá. Mà okay, kệ giờ ai muốn nghĩ chị em mình xong được miễn sao mình lo cuộc sống mà Nam ăn uống cho tới ngày còn lại thôi. Chứ em xuống đây em tưởng là công an cũng xử lý là cũng kêu anh Nghĩa về nên là em xuống để em quay cho ông bà biết, nhưng mà như đây ông bà cũng hiểu rồi nên là cái câu chuyện này là chắc chắn là anh Nghĩa anh cũng bỏ mẹ anh rồi, thì lúc nào anh có tiền anh lo, không có thì anh bỏ cho chị đó. Bây giờ anh cũng không dám nói thẳng là anh bỏ luôn, anh bỏ thì anh sợ người ta nói rồi người đời nói ảnh. Nên là bây giờ ảnh mới chở đi xa vậy rồi mới chở qua chị. Tại vì biết chị tốt quá. Nếu mà không có chị thì không biết là bà như thế nào nữa. Không, theo chị đó là anh Nghĩa nghĩ là chị với bác Nam hàng xóm nó gần gũi chứ người lạ sao anh dám bỏ kiểu này, đúng không? Nhưng mà lúc mà giờ đừng cùng là cái người mà không có tâm là người ta sẵn sàng bỏ hết đó chị à. Dạ. Dạ. Dạ em Nghĩa cũng xin là kết thúc clip ở đây. Em chúc ông bà cô chú chị được nhiều sức khỏe. Hôm nay em xuống để em chia sẻ về bà để cho ông bà cô chú chị nào
thương mến bà cũng xem được những cái clip này. Em Nghĩa chúc ông bà cô chú anh chị xem clip được nhiều sức khỏe, được nhiều hạnh phúc. Và em xin chúc cho những cô chú anh chị nào đang điều trị bệnh á, mau chóng hết bệnh để trở về sống một cuộc sống bên gia đình và làm ăn à. Bây giờ thì em cũng xin phép là kết thúc clip ạ. Con về nha. Rồi. Bye.